Dạ vâng, cuối cùng xin gửi lời chào tới tất cả bác và tất cả anh em đang theo dõi video. Thì tiếp theo video ngày hôm nay bên em lên cho tất cả bác một cặp loa bãi Mỹ. Đó là cặp loa B-Way mã TLS5. Đây, cái kênh thì em đã tháo sẵn bỏ qua một bên và tất cả các tiếng loa của em cũng đã tháo sẵn ra để quay cho các bác xem nó nhanh gọn hơn. Đấy. Thì đôi loa này thì nó sẽ hướng một bát 40 và một chiếc kèn nha bác nhá. Full 40 một chiếc kèn, hai lỗ thông hơi phía dưới. Để tổng quan về cái đôi loa thì đây các bác sẽ thấy là nó sẽ có một cái bao bát 40 và trên thì chiếc kèn và cái canh á, cái canh thì nó sẽ bảo vệ cái phần bát, chứ còn phía trên kèn này nó không có nha bác nhá. Phía trong thì chúng ta sẽ thấy có mã số seri thùng này và phân tầng nha bác, phân tầng. Đấy, tất cả dây thùng bắt thì còn cực kỳ đẹp, thùng gỗ bọc nỉ nha bác nhá, gỗ bọc nỉ. Đấy, đây là thùng bắt nó đây các bác nhìn này, còn rất là đẹp nha. Ngồi phía sau, ngồi phía sau nha, thì đường vào nó là 6 ly và mã model TLS5. Đấy, mã model TLS5 nha bác nhá, hà diêu ta cũng Mỹ nha, Mỹ xịn. Đấy, tất cả các góc cạnh cũng như là tuyến lo thùng lo là còn rất là đẹp, lo cực kỳ chắc của hãng B-Way nha bác nhá. Dòng này thì nó giống như dòng JBL 115 này bác. Đấy, giống như JBL 115 ấy. Đây các bác thấy là lo bát thì em đã tháo sẵn ra quay cho bác, xương là xương nhôm nè, xương nhôm và chạm lo. Đấy, chạm lo của bác thấy ở đây thì nó sẽ dán một cái tem rồ 1500 gì đây. Đó. Tất cả là riêng nhiên bán. Đấy, tuyến lo thì cực đẹp luôn nha các bác nhá. Tuyến lo cực đẹp. Đó. Các nhìn này. Cô lo nhận lo là riêng nhiên bán, tất cả các bác hết. Đấy, bên trong nha. Đây. Quả bên này cũng thế nha các bác nhá. Đấy. Rất đẹp luôn. Mang nhập số nha. Còn lo nhận lo. Tuyến lo đẹp keng spec. Rồi qua phần lo chép, chép của nó thì chép là hồng nhựa nha bác, hồng nhựa cũng giống như JBL thôi. Đó, B-Way 14XT này, B-Way 14XT 8 ohm nha. Đó, cộng trừ này làm dương nha bác. Đó, đây là quá chép nó, dòng này chép thì tiếng nó còn sáng, tiếng sáng hồng kèn đây, quá đẹp luôn nha. Rồi bên này cũng thế nha bác nha, đi quay 14XT 8 ohm hồng kèn chất lượng luôn. Đó, đôi này thì tiếng sáng rất là hay nha, bass sâu thả rất là lực. Đó, bass 40 rồi bác biết rồi. Đó, thùng gỗ bọc nỉ rất đẹp nha, các góc cạnh đều kê bằng thép hết nha bác nha. Rồi tất cả là bên em bao xin nghiêm bán cho tất cả bác và hoạt động ok, chất âm hay, giá thành là rất là tốt. Giá thị trường cặp này đây các shop khác đang bán với giá không dưới 15 triệu nha bác nha, không dưới 15 triệu thì cặp này em để cho tất cả bác giá chỉ 15 triệu, 13 triệu 500 ngàn, giá bên em chưa bao gồm phí cước nhé, 13 triệu 500 chưa bao gồm phí cước đối với là cặp B-Way TLS5 bắt 40 nha bác nha, bắt 40 cực kỳ là đẹp như thế này. Đấy, chất lượng. Đấy, 13 triệu 500 thôi, giá nó chỉ nhấn hơn cái cặp bắt 30 của B-Way 1012 mà bên em vừa bán. Đấy, B-Way 1012 giá nó 13 triệu, cặp này bắt 40 mà giá chỉ có 13 năm rồi nha bác nhá, 13 năm. Rồi, ok bác này, các bác nào chốt được cái bộ sản phẩm cái cặp loa B-Way TLS5 này thì liên hệ cho phòng qua số điện thoại là 0367648707 hoặc là 0393110459 nhé. Đấy, kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707 để xem ảnh cụ thể chi tiết hơn. Đấy. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác ở bên sau nha.